Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Tu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em về cái cách đặt hàng qua Shopee anh em nhé. Thì trước tiên anh em mình có thể tải được cái Shopee như màn hình về này, sau đó kích vào, có cần cài đặt số điện thoại và địa chỉ thôi là xong rồi. Sau đó là khi mà mua hàng, cần mua hàng thì có thể vào phần điều tìm ở trên này, sau đó là mình ấn cái hàng cần mua, ví dụ như là đi trên cụm tăng tổng của Transit, sau đó ấn tìm. Đấy, mình sẽ kích vào đây. Đấy, xong là có cái phần chữ giỏ hàng ở phía dưới màn hình thì mình thêm vào giỏ hàng nhé. Đấy, thì đây là cái shop của bên Phạm Văn Auto này, có thể xem shop này, sau đó này ấn theo dõi để được giảm thêm phần trăm anh em nhá, 5%. Rồi đó là mình sẽ ở phía trên màn hình sẽ có cái chữ số tìm này, mình có thể tìm sản phẩm ở trên đây, cũng như là cái cao su thì cabo của Transit. Đấy, mình tìm đây rồi thì mình sẽ kích vào sản phẩm, sau đó ở phía dưới nó sẽ có thêm vào giỏ hàng. Đây là cách thêm những cái sản phẩm mình ưa thích vào giỏ hàng nhá. Rồi ấn chữ thêm vào giỏ hàng. Đấy, thì phía trên màn hình nó sẽ có cái màu giỏ này và hiện cái số 12 này, anh em mình thêm được bao nhiêu số thì nó sẽ hiện là sẽ thêm bằng đấy nhiêu sản phẩm vào. Mình sẽ kích vào cái giỏ đấy, sau đó tiến hành mua hàng thì mình sẽ tích chọn. Đấy, tích chọn này, tích chọn những cái mình thứ mình cần mua này. Đấy, đúng không? Thêm bình nước này, giả dụ như thế. Sau đó là mình sẽ ấn chữ ở phía dưới này, anh em mình có thể để ý chữ Shopper, Shopee voucher này, hoặc chọn hoặc nhập mã này. Đa phần anh em mình sẽ có những cái mã họ Shopee họ sẽ gửi về bên mình free ship extra mà. Mình sẽ kích vào. Đấy, và miễn phí vận chuyển thanh toán, mình sẽ tích vào đấy. Đồng ý. Nó tích rồi thì thôi anh em nhé, không có thì mình tích vào. Đấy, hoặc là ấn vào dưới đây xem thêm này. Vận miễn phí vận chuyển này, có rất nhiều các mã đây, được bên đây là màn hình này được hiện tại được 4 mã anh em ạ. Xong ấn đồng ý này, xong mình ấn vào chữ mua hàng này. Đấy, đây là tổng số tiền là 1.259.000. Đấy, mình thấy ok rồi, phương thức vận vận chuyển rồi, nhanh này, vận chuyển nhanh này, miễn phí thanh toán này. Đấy, và dưới này có phương thức thanh toán này, thanh toán khi nhận hàng cũng được, hoặc là anh em mình nếu mà có cái ví Shopee ấy, hoặc là trong tài khoản có tiền rồi thì thanh toán luôn ở đấy thì sẽ được giảm giá hơn nữa anh em nhé. Sau đó là ấn chữ đặt hàng. Đấy, về đây là mình hướng dẫn cho anh em nên mình sẽ không ấn chữ đặt hàng. Sau khi đặt hàng thì bên mình sẽ nhận được hàng và kiểm tra đơn hàng và sẽ in phiếu và gửi hàng cho anh em nhé. Anh em mình nhận hàng nếu mà thấy hàng hay, hàng chất lượng và đúng theo yêu cầu anh em có thể đánh giá 5 sao và kèm theo đó là chụp ảnh, và để lần đơn lần sau sẽ được nhận voucher của shop nhé, đó là có thể là giảm thêm 10.000 anh em nhá. Cảm ơn tất cả anh em.